Khang có gì hơn kia ngoài tiền? Nói cho anh nghe ngoài tiền có gì. Hôm trước em có gặp chị Hà Anh đó, thì em có hỏi là nếu bây giờ chị được viết lại cái kết thúc của Phong Linh thì chị sẽ viết thế nào vậy? Giả sử nha, giả sử như là lúc đó cảnh đó là Trung Kiên nó anh yêu em thì chị định sao? Chị đi theo Kiên nha, chị đi theo Kiên nha, chị đi theo Kiên nha. Anh biết sao em nói là nếu mà em có thể kiểu thích hai người là Kiên với Khang, ra một anh là Khang Kiên, anh nói là Khang có gì hơn Kiên ngoài tiền? Nói cho anh nghe ngoài tiền có gì? Người ta chủ động hơn nè, đúng không? Không gì bỏ cái chuyện chủ động. Thì bây giờ anh đặt câu hỏi cho em, bây giờ anh đặt câu hỏi cho em nè. Bây giờ Samuel An nha, bây giờ bỏ Kiên đi, anh không nói Kiên. Phong Linh có biết là Kiên thương mình không? Biết. Bao nhiêu phần trăm? 100%. 100% phải không? Ừ. Vậy thì nó cũng từ hai phía. Tại sao là Kiên không nói, nhưng mà tại sao Linh không? Không phải là gọi là chủ động, nhưng mà mình biết 100% rồi thì mình vẫn có thể là người mở lời là không phải nói là anh em yêu anh, nhưng mà mở lời là thôi mình không cần nói ra, mình chỉ đến với nhau thôi. Ủa, cái này giống như là kiểu như là tự nhiên không cần nói ra phải nói ra, là không cần nói ra. Cũng làm anh tức vài lần, không nói ra cho rồi đi. Đó. Nói ra thì cũng không có phim để coi. Không, cũng làm em tức mà. Đấy. Tức. Thôi mình nát luôn á. Kiểu trời nói đi, nói đại là xong rồi. Kiểu giấu giếm. Nhưng mà thật ra nãy giờ trêu anh ta về cái việc là hai khóc nhẹ thôi. Thật ra là Phong Linh là người hay khóc nhiều hơn. Em nhớ cái cảnh đầu tiên mà mình quay với nhau á, cái cảnh mà kiểu Kiên đưa Phong Linh về, sau đó trao tận tay cho Nhật Khang, nói là đưa Phong Linh về tận tay cho anh. Ôi không hiểu tại sao hai đứa đứng đúng là chưa quay luôn, chưa quay bắt đầu chuẩn bị dẫn xe đạp tới đang đợi là báo là 1-2-3 quay. Hai đứa kiểu khóc ngày đầu tiên quay luôn. Sao chị Hiền hỏi kiểu sao vậy, chưa gì hết mà cảm xúc dạt dào vậy, lát nữa vô mới hết cảm xúc thì sao, nhưng không, lát nữa vô vẫn không, vẫn rưng rưng, vẫn kiểu y nguyên cái cảm xúc mà có được ngay từ lúc mình chọn cái phân đoạn đó cho tới khi ra ngoài ra quay thì sẽ thấy là mình may mắn. Gặp đầu em nghe kết gì luôn á. Không, cái đó là bản thân em thôi, còn anh đúng mà treo anh không nhẹ thôi. Anh nói chung là tất cả những cảm xúc mà anh có khi mà anh diễn bao kia. Are you all my person? Rất là bình thường, tại vì nói anh biết hết. Em nói thật là cái nhân vật đó, nó thật đối với nhân vật đó, anh tin như vậy chứ nó không, thì Kiên sẽ không như vậy với anh, Kiên sẽ không là tất cả những thứ đó là sống như vậy vì Linh, chính là vì Linh.